Xin chào, tôi là Nguyễn Linh Hải. Ở trong video này thì tôi sẽ chia sẻ với bạn cách để chúng ta có thể nhập và import cái danh sách khách hàng bao gồm những cái thông tin về số điện thoại cũng như là thông tin họ tên và những cái thông tin khác mà chúng ta đã thực hiện việc lọc chuyển đổi từ UID sang số điện thoại ở cái video trước mà tôi đã chia sẻ. Chúng ta sẽ nhập cái danh sách này vào trong cái tab ở trên Facebook để chúng ta có thể thực hiện việc quảng cáo và remarketing. Chúng ta sẽ thực hiện việc quảng cáo thẳng những cái bài viết hay là những cái bài bán hàng thẳng đến đối tượng mà chúng ta mong muốn. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ vào mục đó là trình quản lý quảng cáo. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn vào cái phần trình quản lý quảng cáo này. Và ở phần tài sản thì chọn vào đối tượng. Ở phần này chúng ta sẽ chọn vào là tạo đối tượng và chọn đối tượng tùy chỉnh. Chọn vào hồ sơ khách hàng. Tiếp theo là chọn vào thêm khách hàng từ tệp của chính bạn. Và đây chúng ta cần phải tải một cái tệp tin lên. Thì cái tệp này sẽ định dạng của nó là CSV hoặc là TXT là file text. Thì như ở bước trước thì chúng ta sẽ lọc được ra một cái file Excel gồm có rất nhiều những cái thông tin khách hàng đây. Ví dụ chẳng hạn tôi chỉ cần import cái danh sách số điện thoại vào chẳng hạn, hay là toàn bộ những thông tin này. Thì ở đây tôi sẽ import chỉ riêng số điện thoại thôi chẳng hạn. Thì tôi sẽ lọc vào đây. Ví dụ là tôi sẽ import lên khoảng một vài ngàn số điện thoại thôi. Ví dụ như vậy, ở danh sách này nó có hàng chục, hàng trăm nghìn cái số điện thoại như vậy. Thì chúng ta có thể thực hiện việc import một phần hoặc là import toàn bộ cũng được. Sau đấy thì chúng ta sẽ copy và tạo nên một cái file text bằng cách là vào file Word này. Sau đấy thì paste nó vào. Sau đấy thì lưu dưới dạng, định dạng là text. Chờ một lát để chúng ta có thể paste cái dữ liệu này. Đây thì cái chữ phone này chúng ta có thể xóa đi, giữ nguyên cũng được. Tôi xóa đi, sau đó thì save as nó lại. Ví dụ chẳng hạn đây sẽ lưu vào desktop nó dễ. Và danh sách khách hàng, ví dụ là Hà Nội chẳng hạn. Sau đó thì lưu dưới dạng nó là file text. Rồi, save nó lại. Ok. Sau khi lưu lại thì chúng ta sẽ quay trở ra và chọn vào tải tệp lên ở phần desktop. Đây, chọn vào cái list số điện thoại này và chọn vào open. Sau khi chọn xong thì chúng ta sẽ đặt cho tên đối tượng khách hàng này, ví dụ là danh sách khách hàng Hà Nội hoặc là một cái lĩnh vực nào đấy, ví dụ như là làm đẹp chẳng hạn. Đó, sau đấy chọn vào tiếp. Thì ở đây nó sẽ hệ thống sẽ nhận diện được là đây là những số điện thoại và chọn vào tải lên và tạo. Thì chúng ta sẽ chờ trong một giây lát để có thể tải cái danh sách này lên. Và như vậy đã báo là tải lên 3257 số điện thoại này. Và sau đấy chúng ta chọn vào xong. Và đã hiển thị ở đây là cái danh sách mà chúng ta vừa đã tạo lên. Và cái tính khả dụng cũng như quy mô thì chúng ta sẽ chờ vào trong một vài giây để có thể hệ thống cập nhật cái số liệu này. Khi mà cái danh sách số điện thoại và thông tin khách hàng này đẩy lên nó dưới dạng nó là ví dụ như ở đây là danh sách số điện thoại thuê nhà đây chẳng hạn, thì nó sẽ báo dạng là sẵn sàng và cái quy mô này thể hiện rõ cụ thể bằng con số, thì chúng ta có thể sử dụng cái tệp này để thực hiện được quảng cáo. Và video tiếp theo thì tôi sẽ chia sẻ với bạn cách để thực hiện quảng cáo thẳng đến cái tệp này như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.